Mong anh em hãy like video và đăng ký kênh Dragon Hai anh em nhé. Cảm ơn anh em. Tự Black Myth Wukong đã ra mắt được gần một tuần rồi ha. Thì hiện tại cũng có khá là nhiều anh em đã phá đảo cái tựa game, và cũng có một số anh em vừa mới mua game, cũng mới làm lồng quang với lại cái map thôi. Thì cái tựa game Wukong này có một cái hay là nó không có mini map, cho nên một số người cũng như là một số cái tân thủ khá là vất vả khi mà tìm đường ở trong game. Thì nhân tiện đây mình sẽ cung cấp cho anh em một cái trang web, và trang web này của bên Trung Quốc nhé, là gamesky.com. Họ tổng hợp tất cả các map của Black Myth Wukong và tất cả những cái điểm ở trên map này luôn cho anh em. Và ban đầu khi mà vô á, thì giao diện của nó là giao diện tiếng Trung, thì anh em có thể cài một cái add-on của Google Dịch, thì nó sẽ dịch toàn bộ cái text của trang web này từ tiếng Trung sang tiếng Anh luôn. Thì anh em bấm vào đây này, bấm đây cái con chó chuột mình này, bấm vô đây cái icon này này, là nó sẽ bấm, khi bấm vào icon này á thì sẽ có một cái giao diện là tiếng Trung nhãn thể và tiếng Anh. Thì anh em bấm vào tiếng Anh đó là nó sẽ tự động dịch tất cả những test này qua tiếng Anh luôn ha, tiện. Ok, thì có một số bạn mà chỉ cần muốn có layer map và không muốn mất cái trải nghiệm tìm tòi và khám phá map á, thì có thể bấm cái này ha, bấm select all và clear, thì nó sẽ clear toàn bộ tất cả những cái icon trên map, và anh em chỉ cần có cái layer thôi. Đấy, cái này là cái điểm khởi đầu của vô game này, cái điểm khởi đầu của vô game luôn đó. Cái này là của map level 1 ha, mình sẽ giới thiệu từng map luôn cho anh em coi. Đây, cái này ví dụ như anh em bấm select all thì nó sẽ hiện tất cả những icon mà của những địa điểm NPC, rồi những cái chỗ hái lá thuốc, những cái hồn ẩn, những cái con boss, mini boss, hay là những cái điểm tọa thiền, tất cả những thứ liên quan trong game ha. Ví dụ đây, đây mới vô, đây, anh em sẽ bấm vô này, có thể click vào cái icon luôn ha. Đây, cái này sẽ hiện là đây là điểm khởi đầu, level starting point, là điểm khởi đầu cũng có level 1. Đấy, ở đây là sẽ có một cây thuốc này, đây là cây thuốc nhắn xăm, nó sẽ hiện ở chỗ vị trí luôn, anh em có thể vô này tìm theo vị trí là nó sẽ ở đó luôn. Ở bên này có một cái thùng đồ nguyên liệu, đây phía cái này á, là cái đầu lâu mà bắt kéo này á, là con một con mini boss, là một mini boss. Con boss này là con boss tê giác đầu tiên để mình luyện cái thuộc điểm huyệt đấy, thuộc đỉnh thăng đó. Còn cái cần hũ này á là nguyên liệu dùng để chế rượu đồ ha, chế rượu chế linh dược rồi đấy, ai bla bla. Và có một số cái khác như là đây là cái gọi là gì hà, cái những cái ngọn lửa ma trời á để anh em có thể hút được. Hay ngồi này cho một con mini boss nè, đây là con mini boss đầu to, mini boss lăng bạc này. Đây, mini boss lăng bạc. Còn phía trong này á là sẽ có con rồng ẩn, boss rồng ẩn ha. Đây, này là sẽ có một cái item phụ, khi mà đánh rồng xong là mình sẽ có. Thì nếu anh em muốn coi cái boss rồng ẩn này đánh như thế nào thì anh em sẽ bấm vào cái video này nhé, sẽ hiện ra cái video luôn. Để cách đánh boss, cách đánh đồ luôn. Và cái này là của bên web Bilibili. Đấy, nhớ cái icon mà boss mà trắng mà có đau chân sọ này là mini boss, còn con boss mà cái đầu đỏ này là con boss chính. Ví dụ đây là một lá cờ và nó chỉ vô là những cái gọi là cái nhiệm vụ ẩn đây, hay là nhiệm vụ để kích hoạt boss ẩn đây. Để bấm vào lá cờ này, anh em bấm vào lá cờ này nó sẽ chỉ luôn cách anh em có thể mở được cái level ẩn này. Đây là bấm vào đây là view guys, hoặc là view guys, hoặc là bấm vào đây nó sẽ chỉ luôn. Thì trong web này mình không có subscribe, mình login thì nên mình không có coi được full HD đó. Thì nó sẽ chỉ cho anh em, thì anh em có thể bấm vào đây. Đây, bấm vào đây thì nó sẽ chỉ luôn cách anh em lấy được cái vảy rồng này. Đây, chạy qua đây. Khi mà anh em đánh chỗ này có một con boss là đại hoàng tử trục á, đánh xong á thì anh em phải
biến thành cái hồn ma long bạc rồi gõ cái đầu vô là nó sẽ mở được cái lưu quản này. Đây. Nó hơi mờ thế ha. Rồi. Thì chỉ cần demo cho anh em xem vậy thôi ha. Còn ví dụ như đây này thì bấm vô đây phát á là gọi là cái chung đầu tiên. Thì cái chung đầu tiên này làm gì, là cái chung này nếu mà các bạn có thể trung được 3 cái chung á thì sẽ mở được bốt ẩn là kim trì trưởng lão. Đây, đây cái level bốt ẩn kim trì trưởng lão này. Đó, Elder Shinji đây. Đây. Nó sẽ hướng dẫn rất là cụ thể cho anh em luôn. À, được chưa ạ? Đây, anh em muốn vô zombie zoom out thì chỉ cần lăn chuột là sẽ được nhá. Rồi, ở đây mình sẽ nó sẽ chỉ luôn ba cái chỗ mà có ba cái chung để vô level bố đẳng kim trì trưởng lão. Đây là chỗ thứ hai, đây là chỗ thứ ba sau khi mà mình đánh con gọi gì à, bạch y tú sĩ đó. À, con này bạch y tú sĩ, tú sĩ mồm, cái mồm nó hơi bị bị ngọc. Rồi xong rồi đó, con này là cho con quẩn mau đúng không, con này quẩn mau, con bên này là con quẩn tí. À, con này là cái con hắc hùng. Đây là đầy đủ cho anh em ha. Ví dụ anh em qua bộ, qua bên chấp hai nè, qua chương hai nè, web nó hơi lag đấy tại vì web Trung Quốc mà. Đây, đây là cái layer của chương 2. Đây nó cũng tương tự thôi. Đó, anh em có thể khám phá tất cả những cái địa điểm ở đây này để làm nhiệm vụ ha. Đầy đủ cho anh em luôn. Đó. Với chấp 3 thì layer nó hơi khác tí. À, layer là ở đây là anh em bị biến thành một con gọi là con gì à? Con dơi đúng không? Ồ ha, con dơi thì bay tới cái level là con rồng này. Đây. Cái cấp 3 này cái level nó hơi lạ đấy, nó được design hơi lạ đấy, nó khác với là cái level trước mà khá là rộng bao nhiêu, nó đòi hỏi đầu tư này hay. Rồi mình qua skip qua level 4 ha. Đây qua bên chapter 4, à chapter 4, chapter 4 cũng khá là rộng. Ôi dồi ôi, layer nó chồng lại nhau khá là nhiều đấy. Rồi này 5 này. Ồ, năm này, năm thì nó đơn giản hơn. Úi trời ơi, cũng mua khá là nhiều bot. Đây, chapter 6. Chapter 6 là hòa quả sơn của Đại Thánh hả? À? Đây, chỗ này là... Nó còn gì đây? Úi dồi. Đây, rất là đầy đủ cho anh em rồi nhá. Anh em cứ bấm vào cái link mà mình để ở chỗ bên comment của video là được thôi ha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Nhớ để cho mình một like, subscribe channel Dragon Arcana nhé. Cảm ơn em rất nhiều ha. See ya.